Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn, Du Danh đang đứng trong khu vực công viên mà bây giờ người ta đang san bằng tất cả để chuẩn bị làm một cái vườn hoa mới mà ngay bây giờ thì chưa có làm, kính thưa các bạn, chưa có làm. Nhưng bên cạnh của Du Danh thì các bạn cũng nhìn thấy là với một hàng cây bông đang nổ rực vào màu trắng. Nhưng cái loại cây này không phải là cây ăn trái, chỉ cây kiểng cho nó đẹp thôi. Đó là giới thiệu cùng với tất cả các bạn qua khung cảnh mà Du Danh đã đứng chia sẻ cùng với tất cả các bạn. Cho Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine diễn ra trong 24 giờ, đặc biệt nhất là ở tại Bengut, với ba binh đoàn hiện đang chiến đấu ác liệt ở tại tỉnh Bengut như sau, và tình tiết đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có. Với lực lượng binh đoàn tự do và tiểu đoàn Siberia, cũng như luôn cả binh đoàn giải phóng dân tộc của đất nước Nga mà do người Nga lãnh đạo, và họ hôm nay đã tái chiếm như vậy ở tại tỉnh Bengut lên tới 3 quận, và hiện tại thì bước vào quận thứ 4 mà cuộc chiến vẫn còn đang tiếp tục sôi động. Hiện tại theo tin tức vào ngày hôm qua, sau khi Du Danh chia sẻ cùng với tất cả các bạn, thì ở tại quận lỵ của Kayinko thì hiện nay lực lượng quân đội binh đoàn tự do đã cắm cờ ở nơi đây và làm chủ cũng như kiểm soát hoàn toàn quận này. Theo tin tức từ binh đoàn tự do đã cho biết, nó kết hợp với ba lực lượng của chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn, chia nhau ba mục tiêu và ba quận. Hiện tại tình hình ở tại Bengut hiện đang bước vào giai đoạn căng thẳng mà lực lượng quân đội của binh đoàn tự do cũng như ba đơn vị này họ tuyên bố cho biết, không phải chúng tôi ngừng ở đây mà chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu và chúng tôi sẽ giành lại hoàn toàn ở tỉnh Bengut theo những gì mà giới chức cũng như cấp chỉ huy của binh đoàn tự do đã cho biết. Thì tình hình hiện tại theo tin tức mà người dân ở tại Bengut đã cho biết, nói khói lửa mịt trời bước vào cái quận thứ tư. Quận thứ tư hiện nay Nga đã cầm cự, nhưng theo tin tức cho rằng là có thể chiều ngày mai là lực lượng binh đoàn tự do sẽ chiếm lấy hoàn toàn quận này, tức là 4 quận lỵ ở tại Bengut. Đó là chi tiết về lực lượng quân đội của binh đoàn tự do đã công bố cho biết. Thì cái cấp chỉ huy của binh đoàn tự do đã thông báo cho biết, nói hiện nay người dân Nga ở tại Bengut đừng lầm lẫn là chúng tôi thân là giới Ukraine, hoàn toàn không. Binh đoàn của chúng tôi với ba tổ chức kháng chiến của chúng tôi là thuộc độc lập, chúng tôi không dính líu gì là giới Ukraine theo những gì mà giới cấp chỉ huy của binh đoàn tự do đã công bố. Thì người dân của Nga nói ở tại những thị trấn này ung kéo quân đi tham chiến cùng là với những binh đoàn này, nói cơ hội của chúng tôi ngay bây giờ đây là cơ hội quyết định để giải phóng đất nước Nga, do Putin cầm đầu ngày hôm nay đẩy đất nước Nga đi đến đường cùng, cũng như cuộc bầu cử ở tại đất nước Nga là không hợp lý, không hợp pháp, mà Putin hiện đang đạt ở mức là 87,15% phiếu bầu, kính thưa các bạn. Đó là phía Nga đã công bố, và lát nữa Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn nói lời của Putin ra sao, cũng như Putin thắng áp đảo như thế nào. Nhưng ngay bây giờ thì ở tại Bengut là cuộc chiến đang phải nói là không thể diễn tả được, từ đạn pháo, bom và lẫn cả xe tăng của Nga tấn công. Thì binh đoàn tự do cũng có xe tăng, nhưng con số rất là ít ỏi. Theo tin tức ngày hôm qua, lực lượng quân đoàn tự do đã tịch thu được 6 xe tăng và xe bọc thép của Nga. Trong số 6 chiếc này gồm có xe tăng và lẫn cả xe bọc thép, thì cũng tạo thêm một phương tiện để tiếp tục chiến đấu, và họ lấy được nhiều kho vũ khí của Nga. Và sau khi chiếm lấy được
ở tại Kuyinka. Đó là chi tiết về tình hình binh đoàn tự do đã công bố về tình hình chiến sự ở tỉnh Bengkulu hiện đang diễn ra. Tiếp tục, kính thưa bạn, riêng về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ, thì phải nói giữa thời điểm mà lực lượng quân đội Ukraine phải chật vật lấy việc mà đào tiếng giao thông hào, lập tiếng phòng thủ mới, thì Nga dồn dập tấn công nhiều mục tiêu, đặc biệt nhất là miền đông Ukraine. Hiện tại ngay bây giờ, theo lời tham mưu trưởng Ukraine đã cho biết, nói những cuộc tấn công của Nga từ ở Arirenka, Kupiansk, Govutine và Lyman cũng như luôn cả Bakhmut, thì chúng tôi đã đẩy lùi được nhiều mặt trận. Nhưng nói việc pháo kích của Nga là lợi dụng vào chúng tôi giữa lúc là đang xây tiếng phòng thủ, là tấn công nhiều mục tiêu, phải nói một cách ồ ạt vào ở miền đông Ukraine. Theo lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông đã cho biết thì những việc mà Nga tấn công thì hiện tại lực lượng quân đội Ukraine chỉ phòng thủ và đẩy lùi những cuộc tấn công này. Phía Nga thì cho biết là theo tin tức từ Bộ Quốc phòng của Nga đã cho rằng đã chiếm lấy được một thị trấn ở gần khu vực Arirenka cũng như luôn cả Zabiboya. Thị trấn này thì theo tin tức từ Bộ Quốc phòng của Nga là một thị trấn, nhưng từ quân đội Ukraine thì cho rằng đây không phải là một thị trấn mà là một khu dân cư chưa đầy 100 ngôi nhà ở khu vực này. Thì diện tích trên dưới vậy là trong khu vực này gần một cây số mà Nga đang chiếm lấy thì Ukraine chưa có nhìn nhận sự vụ đó. Quân đội của Ukraine cho rằng chúng tôi vẫn còn đang chiến đấu. Vì vậy giữa tin tức hai bên chúng ta chưa xác thực cụ thể ra sao. Nhưng tình hình mà lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình đáp trả ở miền đông Ukraine là cảnh tượng khốc liệt chưa từng có. Mục tiêu của Nga là muốn chiếm lấy tất cả những khu vực này, từ Kupiansk, Gobotine, Chichosa và những khu vực khác, để mượn bằng đạp tấn công vào tỉnh Kharkov cũng như khu vực Kharkiv mà hiện tại lực lượng quân đội Ukraine là chống trả quyết liệt với những ngày hôm nay. Đó là chi tiết về tình hình chiến sự ở tại miền đông mà hiện tại lực lượng quân đội Ukraine phải gồng mình để đẩy lùi những cuộc tấn công của Nga. Riêng về nói đến là quân đội của Ukraine tập kích 12 nhà máy lọc dầu của Nga trong vòng 24 giờ. Vào ngày 17 là ngày kết thúc cuộc bầu cử ở tại đất nước Nga, thì phải nói là lửa cháy ngút trời. Cách giữa Ukraine và Nga đến 850 cây số, kính thưa bạn. Hiện ngay bây giờ nó tất cả nhà máy lọc dầu của Nga hầu như hoàn toàn bị tấn công tê liệt và không hoạt động. Ê cha, chuyện này Nga hơi bị mệt. Từ ở thành phố Saint Petersburg và cũng như ở tại Bengkulu, và những nhà máy lọc dầu sâu ở bên trong bị tấn công liên tục, với những nhà máy mà nước công suất hàng năm có thể lên tới là 4 triệu tấn dầu hỏa để lọc dầu thì cũng bị hư hại và đốt cháy. Vào ngày hôm qua nó một trận lửa mà bị máy bay không người lái tập kích vào nhà máy lọc dầu số 12, là một nhà máy lớn nhất của Nga, đã bị bình địa và sự thiệt hại có thể là con số rất là đáng kể. Theo tin tức từ thị trưởng của khu vực nhà máy cũng như luôn cả giám đốc nhà máy đã cho biết là đã có một người tử vong và 7 người khác bị thương, sơ tán hoàn toàn ở nhà máy này, chạy ra khỏi mục tiêu mà máy bay không người lái tấn công. Nga bây giờ phải nói đang rối trí. Lớp thì cuộc chiến ở tại Bengkulu mà giữa binh đoàn tự do và hai binh đoàn khác đã tấn công vào sông huyệt của tỉnh Bengkulu, và cộng thêm máy bay không người lái tiếp tục tấn công một cách dồn dập chưa từng có. Tức là ở đất nước Nga hiện là không còn có cái bình yên mà đang nổi loạn hôm nay. Qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông trả lời với báo chí cũng như sau khi cuộc họp của Tổng thống Zelensky với các tướng lãnh đề cập đến vấn đề về tình hình từ miền Nam lẫn cả miền Đông Ukraine như sau, thì Tổng thống Zelensky ông thốt lên những lời nói. Ông nói hiện nay các đối tác của chúng ta là họ đang chật vật để lo nghĩ điều gì đó mà chúng ta đang cần. Đó là hòa tiễn tầm xa.
Hiện nay chúng ta cái đội máy bay không người lái không thể thay thế vào lực lượng pháo binh, mà chúng ta cần phải có hoạt tiễn tầm xa. Nhưng đối tác từ Hoa Kỳ và lẫn cả châu Âu thì chỉ có Pháp và Anh Quốc hỗ trợ từ hoạt tiễn tâm sơ đờ hay những loại hoạt tiễn khác, cũng như Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan hỗ trợ một phần. Nhưng còn lại là chúng tôi cần hiện nay là từ hệ thống lá chắn cũng như đạn hỏa tiễn hơi mắc ở tầm bắn 300 cây số và hỏa tiễn tầm xa 500 cây số. Hiện nay cái mục tiêu của chúng tôi cần thiết, từ trước tới nay chúng tôi chỉ sử dụng bằng hệ thống là đạn hơi mắc ở tầm ngắn, cách chỉ có 45 cây số. Chúng tôi không thể đáp ứng được mục tiêu để tấn công phá hủy đối phương, đặc biệt nhất là những đơn vị của Nga nằm sâu ở bên trong. Chúng tôi biết được kế hoạch, chúng tôi biết được mục tiêu từ kho vũ khí, kho nhân liệu và luôn cả binh lực của Nga, nhưng chúng tôi không làm được gì hết. Chúng tôi cần hiện nay đó là cần hỏa tiễn tầm xa, theo lời của Tổng thống Zelensky, ông đã nêu ra, và cũng như ở dưới chức của Anh Quốc, đặc biệt nhất là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Anh Quốc vừa có cuộc gặp gỡ với Tổng thống Zelensky và các tướng lãnh, và ông cho rằng cái kiểu khách của quân đội Ukraine hiện tại ngay bây giờ, nếu như tấn công vào mặt trên bộ không đạt được thành công, mà chúng ta hãy từ ở trên không, từ máy bay không người lái và nhiều chiến thuật khác để đập đầu rắn và cho quân Nga bị tê liệt. Cái giải pháp nhanh nhất để chúng ta đạt được thành công qua những gì từ lời Bộ trưởng Bộ phòng Anh Quốc ông đã công bố sau khi các báo chí bình luận với lời phát biểu của Tổng thống Zelensky. Kính thưa các bạn, thì cựu Tổng thống Donald Trump, ông trả lời trên báo chí và ông cũng viết ở trên Twitter của ông. Ông nói là tôi phải công nhận cái người bán hàng giỏi nhất ngày hôm nay chính là Tổng thống Zelensky. Ông đã giới thiệu mặt hàng với tất cả các loại vũ khí tối tân, làm cho Hoa Kỳ đã thấy được từ châu Âu và lẫn cả các quốc gia thuộc đồng minh của Hoa Kỳ. Tôi nhìn nhận rằng Tổng thống Zelensky là một người giỏi nhất, một người chuyên bán hàng mà từ trước tới nay chưa từng bao giờ thấy được cái sức mạnh cũng như cái sự hào hùng và cái sự trưng bày để giới thiệu hàng hóa của Tổng thống Zelensky. Vì vậy, theo tôi nghĩ rằng hỗ trợ cho Ukraine dưới gói 60 tỷ đô la này không phải là không được, nhưng bắt buộc phải cho dai cho mượn, chứ còn không cho luôn. Kính thưa bạn, vì đã hỗ trợ cho Ukraine quá nhiều, lên tới 100+ tỷ đô la, vì vậy không có lý do gì Hoa Kỳ phải tiếp tục hỗ trợ mà là cho mượn. Theo những gì mà lời của cựu Tổng thống Donald Trump ông đã công bố, thì Ukraine ngay bây giờ, kính thưa bạn, cho mượn, cho mướn, cho dai, cho gì cũng được hết rồi. Bây giờ đã là một cái chủ nợ phải nuôi con nợ, nếu như không nuôi mất trắng tay. Và Hoa Kỳ cũng như NATO sẽ giải quyết ra sao về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong khi Putin tiếp tục cầm quyền đến 6 năm nữa? Tình hình hiện nay ở tại châu Âu là cục diện của nó rất là căng thẳng trong những ngày sắp tới. Nhưng chiến sự ở tại Ukraine thì sao? Với kế hoạch của Tổng thống Zelensky, ông cho rằng tình hình hiện nay, dù rằng chúng tôi đang ở trong cái thế là phải phòng thủ, chúng tôi phải chật vật để xây dựng tiếng phòng thủ, nhưng những ngày sắp tới là những ngày chúng tôi đáp trả. Tổng thống Zelensky ông thề ăn miếng trả miếng với Nga, mà cuộc tấn công của Nga vào tỉnh Osa ở ngày thứ 6 vừa qua làm cho 20 người đã tử vong và 70 người đã bị thương. Thì Tổng thống Zelensky ông cho biết tôi sẽ đáp trả gấp 10 lần cho Nga trong những ngày sắp tới, qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky mà ông tuyên bố rằng ông thề ăn miếng trả miếng. Kính thưa bạn, thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới như vậy là Tổng thống Zelensky ông sẽ đáp trả với Nga như thế nào, và tình hình cục diện của nó đang ở cái mức căng thẳng nhất chưa từng có, nói về ở tại Ukraine và lẫn cả châu Âu hôm nay. Đó là tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine trong 24 giờ mà các báo chí bình luận và luôn cả lời của Tổng thống Zelensky ông đã công bố. Riêng về lời của tham mưu trưởng Ukraine, ông nhấn mạnh, ông nói giải pháp ngày hôm nay
là cái giải pháp chúng tôi quyết tử vào mùa hè năm nay, và chúng tôi không có thay đổi bất cứ một điều kiện gì mà chúng tôi cần phải thiết lập xong tuyến phòng thủ. Bắt đầu chúng tôi mới đứng đến triệt phản công theo những gì từ lời tham mưu trưởng Ukraine ông là công bố ở tình hình hiện tại. Riêng về nói Putin tái đắc cử thì Putin phát biểu những gì? Nói đầu tiên đó là Putin đã cảm ơn đến người dân tín nhiệm ông, cũng như người dân luôn tin tưởng rằng là ông sẽ đạt được thành công. Sức mạnh của người dân hôm nay đã bỏ phiếu tín nhiệm cho ông, như vậy là lên tới là 87,15%, mà hút luôn cả báo chí bình luận. Kính thưa bạn, vì các báo chí vào buổi ban đầu cứ bình luận cho rằng là Putin sẽ đạt ở cái mức là 80%. Vì cái cuộc bầu cử này là một cuộc bầu cử gian lận, cả quốc tế và cả Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia không công nhận cái cuộc bầu cử ở tại đất nước Nga diễn ra, cũng như luôn cả cái chết của ông Navalny mà người dân đang lên án hôm nay. Thì người dân ở tại đất nước Nga lại đi bỏ phiếu cho ông Navalny, kính thưa bạn, hơn đến là hàng trăm người. Thì bắt đầu cảnh sát của Nga ngăn chặn và đuổi đi, trở thành một cuộc show up ở trên ở nghĩa trang này. Thì Putin đề cập đến vấn đề lời phát biểu của Tổng thống Macron, và như các bạn biết, Tổng thống Macron tuyên bố rằng là sẽ đổ quân vào Ukraine. Cái chiến thuật đó cũng như cái ý định đó không bao giờ loại bỏ dưới lời của Tổng thống Macron. Thì Putin phát biểu cho biết, nó hiện nay theo những gì mà từ NATO đã công bố, NATO hiện đang lên một kế hoạch để đánh bại đất nước Nga, đang bao vây đất nước Nga. Vì vậy là tôi sẽ không bao giờ để cho được yên chuyện đó, mà chúng tôi phải thiết lập vùng đệm để bảo vệ an ninh đất nước của Nga, vùng đệm từ Ukraine và nhiều quốc gia khác. Như vậy là ý đồ của Putin muốn nhắm đến Moldova và lẫn cả Georgia, cũng như những khu vực khác. Bên cạnh đó còn có cả khu vực của Armenia. Không phải là bao nhiêu đó hết, còn nhiều nữa, kính thưa bạn. Vì vậy là Putin nêu ra cái chiến thuật đó là dùng đệm để bảo vệ đất nước Nga, lãnh thổ đất nước Nga. Và Putin tuyên bố thẳng thừ rằng là Nga sẵn sàng đối đầu với giới NATO nếu như NATO đổ quân vào Ukraine. Thì quân đội của Nga sẽ giết lần lượt từng người lính của NATO ở tại đất nước Ukraine, qua lời của Putin đã tuyên bố. Và ông nhấn mạnh hơn rằng ông nói hiện nay chính NATO đã muốn đi đến một cuộc chiến tranh đối đầu trực diện với Nga. Vì vậy các cuộc chiến tranh đề tâm thế chiến sẽ nhanh hơn và đến gần hơn. Để cho quý vị nhìn thấy những gì mà tôi đã tuyên bố hôm nay qua lời phát biểu của Putin, sau khi hô hào là đã chiến thắng, đạt ở cái mức là 87,15%, mà đối thủ của ông đã đánh bại hoàn toàn. Nói đến việc Putin thì phải nói là đang nổ hôm nay. Thì hiện nay theo các báo chí bình luận cho rằng là Putin tiếp tục cầm quyền 6 năm nữa, tức là cuộc chiến giữa NATO và Nga đang gần hơn, và cuộc chiến để tam thế chiến nhanh hơn với những gì người ta đang nhìn thấy. Hiện nay chỉ còn lại là cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ. Quyết định sau cùng, Tổng thống Biden đương chức và cựu Tổng thống Donald Trump, ai là người tiếp tục ở tại Tòa Bạch Ốc, lúc đó bắt đầu mới quyết định là một cuộc chiến để tam thế chiến nổ ra. Hiện nay còn đang dần dần chờ đợi xem tình hình cục diện của nó ra sao. Nhưng tình hình này lố dạng thấy rõ là để tam thế chiến nhanh hơn ở tại châu Âu, những gì người ta đã cho biết. Đó là chi tiết về tình hình ở tại đất nước Nga qua cuộc bầu cử. Thì cuộc bầu cử này, vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn rồi, là dù cho người dân có chống đối cỡ nào, có chuyện gì xảy ra, thì Putin vẫn là kẻ chiến thắng. Vì Putin không có đường lựa chọn, đã rất là giết sạch hết từ đầu tới cuối rồi. Cuối cùng Putin vẫn là kẻ chiến thắng. Đó là không có gì thay đổi. Những gì mà các báo chí bình luận hôm nay, dù cho có thế giới
hôm nay có lên án đất nước Nga như thế nào, thì Putin vẫn là tổng thống để ngồi lại cho đến ngày ngay dò thẳng cánh với kiểu cách Putin hiện tại ngay bây giờ. Thì riêng về nói đến lời Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, hôm nay ông đã đến ở tại đảo Khima và ông tham quan Nga cũng như ông củng cố lực lượng hạm đội Biển Đen của Nga ở tại đảo Khima. Nói đến việc đảo Khima, từ Ukraine, tham mưu trưởng và tổng thống Zelensky là đã tuyên bố là tấn công vào đảo Khima. Thì Bộ trưởng Bộ phòng của Nga, ông Shoigu đến để củng cố nhân lực cũng như xem qua tình hình chiến sự cũng như giữa các tuyến phòng thủ ở đảo Khima như sao. Nhưng đảo Khima thì phải nói là bây giờ cái thời gian của nó rất nhanh sẽ bị tấn công trong những ngày sắp tới. Mà những gì các báo chí bình luận, dù cho Shoigu có lên tiếng như thế nào, củng cố ra sao, thì hạm đội Biển Đen hoàn toàn không có cửa để lọt vào khu vực này. Đó là những gì từ các báo chí bình luận về tình hình ở tại đảo Khima mà Bộ trưởng Bộ phòng của Nga đã đến thăm cũng như củng cố các đơn vị, và luôn cả ở tại Georgia, một căn cứ hải quân mà hạm đội Biển Đen sẽ tương lai giờ về đây, thì bây giờ có dấu hiệu cho rằng là nơi khu vực này đã hủy bỏ vì không còn ở cái chỗ đứng cũng như không có gì an toàn ở tại Georgia nữa. Và ở tại Moldova, ngày hôm qua máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công vào vùng ly khai của Nga và phá hủy một chiếc trực thăng làm cho một người chết và ba người bị thương. Thì với lực lượng ly khai đang tố cáo máy bay không người lái của Ukraine tấn công vào vùng ly khai và nơi căn cứ quân sự này, phá hủy chiếc trực thăng tấn công nhưng không nêu rõ là loại trực thăng gì. Thì nhìn qua hình ảnh mà chiếc trực thăng bị cháy rụi, kính thưa bạn, thì Nga cũng lên tiếng vào ngày hôm nay là Nga tấn công đã phá hủy một chiếc trực thăng Mi-24 của Ukraine. Không biết Nga không biết là bắn bao nhiêu cái chiếc trực thăng rồi của Ukraine, nhưng mà lúc nào cũng còn hoài. Cái này hơi bị lạ, vì nguồn tin từ trước tới nay nói đến trực thăng tấn công thuộc dòng Mi-24 của Mi-27, Mi-24, những loại trực thăng này của Ukraine, thì con số ít ỏi chỉ đếm trên đầu ngón tay mà Nga đã phá hủy hoàn toàn hết tất cả. Thì bây giờ là ở đâu còn nữa, vô danh, thấy hơi bị lạ chuyện này, kính thưa bạn. Cũng như số máy bay của Ukraine mà Nga đã phá hủy là hơn 800 chiếc, trong khi đó Ukraine chỉ có tất cả là chỉ có 251 chiếc, giờ bay được, giờ không bay được, mà phá hủy tới 800 chiếc, không biết ở đâu có đẻ ra cái chỗ này. Nói về Bộ phòng của Nga đã công bố những tin tức mà hiện tại, những gì chúng ta đang thấy trước mắt từ Nga đã báo cáo. Thì nói đến các báo chí, đặc biệt nhất là báo của Đảng Cộng sản Việt Nam, cũng như những kênh YouTube người ở trong nước Việt Nam, thì phải nói là đăng tin về quốc phòng của Nga và vũ khí của Nga bất bại và chiến thắng quá trời quá đất từ binh đoàn tự do là bị tiêu diệt hoàn toàn. Là số binh sĩ của ba binh đoàn này có khoảng 5.000 người đã tấn công vào tỉnh Bên Guộc và bị tiêu diệt hơn 3.000 người. Bây giờ đã rút chạy và chạy mất dép. Nhưng ngược lại, binh đoàn tự do thì lại công bố là chiếm 3 quận ở tại Bên Guộc. Vì vậy nói đến là ở tại Việt Nam hay những quốc gia khác thuộc thân với Nga thì đều lấy tin ở Bộ Quốc phòng. Hãy nói tin Bộ Quốc phòng thì nếu như các bạn tin tưởng thì coi như là Ukraine đã xong phim rồi, không còn nữa, hết rồi. Nhưng tại sao lực lượng quân đội Ukraine và binh đoàn tự do vẫn còn đang tiếp tục chiến đấu và đang làm được nhiều nhiệm vụ để lấy lãnh thổ của đất nước Nga hiện nay, cũng như sự thiệt hại của Nga? Nói về rằng Ukraine, từ tập kích máy bay không người lái lên tới 12 nhà máy lọc dầu của Nga, không nói đến là những cơ sở, những nơi chứa dầu hỏa, chỉ riêng về ở tại đất nước Nga lên tới 12 nhà máy dầu hỏa. Và đặc biệt nhất trong ngày hôm qua là tấn công cùng lúc 12 nhà máy, những nơi vừa sửa chữa xong bắt đầu là tiếp tục bị phá hoại, bị bắn, bị cháy đủ cỡ, thì lấy ở đâu có. Điều này chúng ta hãy xác định và xem tin tức, đặc biệt tình hình đó là tin tức ở tại nước Nga
ở đang diễn ra trong 24 giờ mà hiện tại các báo chí đang bình luận là các cuộc bầu cử ở tại đất nước Nga đang đi đến ở mức tồi tệ và cuộc đệ tam thế chiến theo lời của Putin đang đe dọa sẽ mở màn nhanh hơn. Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới. Thì những lời lẽ này cũng như luôn cả Tổng thống Zelensky, ông thề ăn miếng trả miếng, thì đáp trả với Nga ra sao trong những ngày sắp tới? Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở tại đất nước Nga. Chúng ta cũng quay trở lại tin tức về tình hình ở tại châu Âu hiện đang diễn ra. Hiện nay nói đến tin tức châu Âu thì hãy nói tất cả các quốc gia đang củng cố quốc phòng. Không còn cái chuyện gì khác biệt hơn là vấn đề quân đội, huấn luyện quân đội, tập hợp quân đội và sản xuất vũ khí, cũng như đồng loạt các quốc gia hôm nay đang ủng hộ cái lời nói của Tổng thống Macron. Cái giải pháp đổ quân ở tại Ukraine là giải pháp đang trực hờ. Hôm nay không có, ngày mai sẽ đến. Bây giờ thì theo lời của Tổng thống Zelensky, ông vừa phát biểu cảm ơn đến tất cả các quốc gia, đặc biệt nhất là Đan Mạch, mới vừa hỗ trợ cho Ukraine một hệ thống lá chắn. Một hệ thống lá chắn để bảo vệ vùng trời của Ukraine. Thì Tổng thống Zelensky ông cảm ơn đến 4 quốc gia ở vùng Bắc Âu, cũng như luôn cả những quốc gia ở 3 quốc gia ở vùng Baltic. Thì ngay bây giờ nói đến lời của Tổng thống Ba Lan, ông đã tuyên bố sau khi cuộc họp cùng lời với Tổng thống Macron và lẫn cả Thủ tướng Đức, thì kế hoạch của Ba Lan làm gì trước tình thế ngày hôm nay? Tức là Tổng thống Lukashenko, ông rất mừng rỡ, ông đạt được thành công và nhóm độc tài để cấu kết với nhau, họ phải tiếp tục ngồi lâu hơn. Ba Lan đã lên kế hoạch về mặt quân sự cũng như dọc biên giới và tình hình ở tại Ukraine. Nếu như có một biến chuyển xấu thì Ba Lan bắt đầu sẽ đổ quân và Pháp cũng không loại trừ cuộc đổ quân đó. Theo lời của giới chức quốc phòng Pháp và luôn cả Tổng thống Macron, ông đã nhấn mạnh một điều ông tuyên bố. Ông nói hiện nay dù rằng các quốc gia không gia nhập cũng như không nhúng tay vào việc đổ quân vào Ukraine, giải pháp của Pháp sẵn sàng đổ quân, đây là tư cách một cá nhân của chúng tôi, quân đội Pháp và các quốc gia khác đồng lòng với chúng tôi, hãy tiếp tục đổ quân. Theo những gì từ lời Tổng thống Macron, ông đã tuyên bố vừa qua cũng như các cuộc đáp trả mà dưới Putin đã đe dọa đến vũ khí hạt nhân. Kính thưa bạn, thì phải nói ngày ngày tình hình ở châu Âu mà cục diện ngày hôm nay khi Putin đã tiếp tục cầm quyền thêm 6 năm nữa, thì đất nước Nga và châu Âu cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến nhanh hơn và đến gần hơn. Từ tin tức Hoa Kỳ cũng như nhận định từ châu Âu và lẫn cả Anh Quốc, thì Anh Quốc bao giờ mở sách đệ tam thế chiến? Đây là vấn đề mà các báo chí bình luận. Anh Quốc đã nhiều lần lên tiếng nói đến là đồng hồ tận thế đã báo động, thì Anh Quốc bắt đầu sẽ mở sách đệ tam thế chiến và xem tình hình ra sao. Hiện tại thì nói đến Hoa Kỳ, hiện nay đang tăng tốc để thử vũ khí hạt nhân, thử vũ khí hỏa tiễn tầm xa, hỏa tiễn vượt âm gắn ở trên tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thì Hoa Kỳ đã thí nghiệm thành công và theo tin tức từ Ngũ Giác Đài nhận định cho biết nói mức vượt âm ở cấp 5 lần âm thanh, cũng như trong vòng 15 phút có thể bay đến là hàng ngàn cây số dưới mức âm thanh của nó. Nhưng điều đặc biệt là trái hỏa tiễn có thể mang được đầu đạn hạt nhân, được bảo bọc và dược ở dạng radar, tức là làm cho radar không bắt được trái hỏa tiễn. Hiện tại theo tin tức từ Hoa Kỳ đã công bố thì chỉ mới mở màn nói nhẹ nhẹ thôi, kính mời bạn, nói nhẹ nhẹ thôi, không có dám nói mạnh, sợ Putin đấm ổng, ổng tè bất tử và nghe là chuyện gì sắp đến nữa không biết. Nhưng Hoa Kỳ đã công bố rồi đó, thì cái điều này thì các báo chí bình luận cho rằng không phải là Hoa Kỳ không có cái loại vũ khí đó mà chờ cho đến bây giờ mới thử thí nghiệm. Họ đã thử từ lâu rồi, cũng như vượt cái mức mà vượt âm và luôn cả là vượt radar. Radar không thể bắt được. Qua những cuộc thí nghiệm
Vì vậy, Hoa Kỳ muốn gửi một thông điệp đến cho Putin trước cái nhiệm kỳ 6 năm này. Thì Putin hãy chuẩn bị những gì sắp tới. Chúng ta hãy chờ xem. Nói đến về tình hình ở tại châu Âu, thì cũng có nhiều quốc gia nửa trồi nửa sụp, lo sợ rằng nếu một cuộc chiến tranh đệ tam thế chiến bùng nổ mà Pháp đổ quân vào Ukraine, thì chuyện gì sắp đến. Nhưng cái giải pháp này, theo lời của Tổng thống Macron, ông nhấn mạnh và ông nói vẫn quyết tâm. Ông không loại bỏ cái trường hợp đó. Ngay bây giờ thì không, nhưng tương lai sắp đến, nó sẽ tới. Với những gì các báo chí đang lên tiếng khi mà Putin nhận thêm nhiệm kỳ 6 năm. Hiện nay thì tình hình châu Âu phải nói đang ở trong cái dây cốc nóng, nóng phải nói cực nóng chưa từng có. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới ra sao như phương án mà Ukraine đã đề ra. Nhưng điều đặc biệt là theo tin tức từ Anh Quốc, tuần báo Anh Quốc nhận định cho rằng Putin chỉ năng nổ, nhưng ở trong năm 2024 này là Putin không đủ khả năng về mặt quân sự, nói đến lệnh cấm vận và trừng phạt lên tới là 17.700 lệnh trừng phạt là hết mục tiêu, cũng như tất cả các công ty hạng xưởng hiện tại ngay bây giờ từ Hoa Kỳ lẫn cả châu Âu. Siết bộ lông con tán, những công ty nào làm ăn có liên quan là với những quốc gia thân là với Nga, điều này sẽ bị lệnh trừng phạt. Hiện nay làm cho các công ty đó bắt đầu họ xây trục lại và họ không có tiếp tục hỗ trợ về phương tiện, về mặt điện tử hay là cadmium chip về hệ thống vũ khí hiện tại. Thì Nga không có cửa đạt được thành công, cho rằng Nga đang ở ngang là tìm quyết liệt mọi thứ để cố gắng dùng dãy. Thì Putin càng dùng dãy bấy nhiêu, Putin càng lún sâu bấy nhiêu. Điển hình nhất nói đến vấn đề đất nước Nga về nguồn lợi kinh tế cũng như việc xuất khẩu, ngoài việc dầu hỏa và ga khí đốt không còn gì nữa. Bây giờ thì Zelensky ông đã khóa đồng khóa đít, ông đốt hết trơn rồi, không còn nữa. Bây giờ tất cả các nhà máy lọc dầu, 12 nhà máy lọc dầu này của Nga muốn củng cố và bắt đầu vận hành trở lại, họ mất đi thời gian từ 3 tháng, đó là con số nhanh nhất, nhưng lại không đủ phương tiện thì lấy gì để vận hành. Đây là chi tiết về bà báo Anh Quốc nhận định về tình hình hiện tại ở đất nước Nga cũng như ở tại châu Âu hiện nay đang cấm cố đất nước Nga về mặt kinh tế và tài chính. Đó là chi tiết về châu Âu. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Trung Đông. Cục diện Trung Đông đang bước vào một giai đoạn cực nóng chưa từng có, mà sự căng thẳng của nó từ Tổng thống Biden và cho đến Do Thái cũng như cục diện ở tại dãy Gaza đang rơi vào trong tình trạng phải nói là bế tắc và khủng hoảng. Hiện tại ngay bây giờ thì Tổ chức Y tế ở tại Palestine đang tố cáo Do Thái đã không cho các hàng viện trợ từ ở Ai Cập hay những nơi khác để đổ về cho người dân Palestine từ dãy Gaza miền Bắc và lẫn cả miền Nam. Thay vì thường ngày như trước kia thì với những chuyến hàng hóa đưa vào ở trong dãy Gaza thì đạt ở mức là 200 chiếc, nhưng bây giờ chỉ chưa đầy 60 chiếc vì qua các trạm kiểm soát của lực lượng quân đội Do Thái kiểm soát rất là rắc gao, vì vậy hàng hóa không đi được. Cũng như sự tố cáo này là do hiện tại chính phủ của Do Thái đã bất chấp lệnh trừng phạt cũng như lời kêu gọi của thế giới để cho người dân Palestine rơi vào tình trạng khủng hoảng và khổ sở, theo những gì từ Tổ chức Y tế của Palestine đã tố cáo. Thì theo lời phát biểu của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông nhấn mạnh cho biết ông nói tình hình hiện nay ở tại Palestine và mục tiêu của chúng tôi là mục tiêu xóa sổ quân Hamas. Vì vậy không có bất cứ một lời cản nào từ quốc tế, từ Liên Hiệp Quốc hay lẫn cả Hoa Kỳ hay tất cả các quốc gia khác. Không có ai có quyền làm áp lực chúng tôi. Cái giải pháp mà các ông áp lực chúng tôi, cái giải pháp đó hoàn toàn vô lý. Và chúng tôi có quyền bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước của Do Thái. Bất cứ kẻ thù nào tấn công vào
lãnh thổ của đất nước Do Thái, chúng tôi cần phải xóa sổ. Đó là mục tiêu của quân đội Do Thái ngay bây giờ. Và còn lại ở tại trái tim, đó là Rafah, là chúng tôi phải đi đến mục tiêu cuối cùng. Sao nguyệt của quân Hamas là kết luận để chấm dứt nơi đây. Lời phát biểu của ông nhấn mạnh, ông bất chấp tất cả các việc đàm phán ngay bây giờ từ lực lượng Hamas và luôn cả Do Thái. Thì nói đến vấn đề này càng ngày càng đang nguy hiểm. Nếu như Hoa Kỳ là tiếp tục những lệnh trừng phạt và không cung cấp vũ khí cho Do Thái, là dẫn đến cục diện gì? Bằng vũ khí hạt nhân Do Thái đã có, mà các quốc gia khi mà một khi Hoa Kỳ đã tuyên bố là ngừng viện trợ vũ khí cho Do Thái, tức là đồng nghĩa đến đi đến một cuộc đệ tam thế chiến ở tại Trung Đông, mà bắt buộc Do Thái không có đường nào lựa chọn. Theo những gì các báo chí bình luận, thì ông Netanyahu, ông phải chơi đến vũ khí hạt nhân, tấn công vào những sao nguyệt, chẳng hạn như ở tại Syria và lẫn cả Liban hay là Yemen. Điều này là có thể, và cũng có thể ông nhấn nút chơi luôn cả Iran, những chuyện mà đang diễn ra trước mắt. Vì vậy người ta cho rằng hiện tại hôm nay Hoa Kỳ đừng nên ép Do Thái đi đến cái việc mà rất là tồi tệ, bằng cách phải hỗ trợ cho Do Thái về mặt đạn, vũ khí. Mà từ đầu cuộc chiến tới nay thì Hoa Kỳ chỉ hỗ trợ có 2-3 gói và số ít ỏi. Bây giờ thì Do Thái hãy cần là vũ khí nhiều hơn nữa để một cuộc đáp trả mới này. Tình hình hiện nay ở tại Trung Đông, một cuộc diện mà phải nói một cuộc diện khó có thể diễn tả được, vì nó đang rối bời và nó phức tạp chưa từng có. Từ Iran, Trung Quốc và Nga, và cũng như những quốc gia khác thân với Nga, thì lập binh vực để tạo điều kiện cho lực lượng Hamas và luôn cả Houthi cũng như lẫn cả Hezbollah, để họ có một cái thuận lợi để tiếp tục tấn công vào Do Thái. Thì Hoa Kỳ bị sức ép từ thế giới, các cuộc tấn công làm cho số người Palestine đã tử vong, con số đã lên tới là 31.000 người. Chỉ riêng vào ngày hôm qua, ở khu vực ở miền nam Gaza, gần khu vực của Rafah, đã hơn 100 người tử vong. Vì vậy, vấn đề này là một vấn đề nhức nhối nhất cho thế giới ngày hôm nay, và diễn biến của nó có thể dẫn đến là một diễn biến tồi tệ trong những ngày sắp tới, theo chi tiết mà các báo chí bình luận từ Do Thái và cũng như lời của Thủ tướng Do Thái, ông Netanyahu, ông đã công bố. Thì hiện nay, theo tin tức là từ châu Âu đã mang hàng hóa rời khỏi đảo Chip, có thể trong 3 ngày nữa sẽ đến ở tại miền Bắc của Palestine để hỗ trợ cho người dân Do Thái, Palestine. Nhưng cái giải pháp này thì chỉ là một lần, không thể kéo dài thời gian. Theo những gì từ tổ chức Liên Hiệp Quốc về lương thực đã cảnh báo, nói hiện nay hơn 2 triệu người Palestine mà cái nhờ vào sự nhân đạo, nhờ vào sự để giúp đỡ cho ăn hàng ngày, thì tôi nghĩ rằng cái giải pháp này không phải là giải pháp tồn tại, mà giải pháp này là giải pháp chỉ chữa lửa tạm thời. Nhưng cái sự chữa lửa đó không thể rằng là kéo dài được thời gian. Mỗi một ngày cứ trung bình hãy bỏ ra 5 triệu đô la cho người dân Palestine, từ y tế, ăn uống, tất cả các mọi thứ. Đó là con số bỏ túi 5 triệu, tính ra 5 triệu thì mỗi người có 2 đồng rưỡi đô la ngày, kính thưa các bạn, 2 đồng rưỡi đô la. Nhưng còn lại những cái vấn đề khác nữa, nó còn khủng khiếp hơn. Và cái giải pháp hiện nay, đó là cái giải pháp đi đến việc đàm phán để trao trả con tin, và cái đàm phán để chấm dứt cuộc chiến tranh này, hai bên ngừng bắn. Thì hiện nay Thủ tướng Do Thái, ông cho rằng cái việc giải pháp đàm phán tôi chưa có ý nghĩ tới, cũng như hiện tại những gì tôi đã yêu cầu từ Hamas hãy chấp thuận điều kiện của chúng tôi, còn nếu không cứ bữa tới và chơi tới bến luôn. Đó là chi tiết về tình hình ở tại Trung Đông, cục diện trong 24 giờ rất là căng thẳng, cái điểm nhức nhối của nó. Đó là tin tức về tình hình Trung Đông. Thì chúng ta cũng quay trở lại khu vực châu Á của chúng ta, nói đến giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Thì Bắc Triều Tiên hôm nay đã bắn 2 tên lửa ra vùng biển của Nhật Bản.
Hai tên lửa cho là một trong hai lửa loại tầm trung hay tầm ngắn mà giữa lúc Ngoại trưởng của Hoa Kỳ đang có mặt ở tại Hàn Quốc. Kính thưa bạn, thì chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến Hàn Quốc làm việc nhiều vấn đề từ vũ khí, phương tiện và luôn cả sự căng thẳng giữa Nam Bắc Triều Tiên càng lúc càng khó có thể dự đoán được chuyện gì sắp đến. Từ lời phát biểu của Kim Jong Un đã tuyên bố là quân đội của Bắc Triều Tiên hãy sẵn sàng trong cái cuộc chiến này và bất cứ mọi hành động sự đe dọa nào thì phải tấn công phủ đầu không chờ phải xin lệnh, thì Ngoại trưởng của Hoa Kỳ ông cho rằng đây chỉ là một lời đe dọa của Kim Jong Un. Chúng ta nên giữ ở thái độ ổn định, đặc biệt nhất dùng biên giới vĩ tuyến 38, đừng cho một cuộc đụng độ nào xảy ra và luôn cả Hoa Kỳ. Nhưng Hàn Quốc và Hoa Kỳ hãy đặt ở trong cái tình trạng chiến đấu, đặt ở trong tình trạng nếu như một cuộc chiến nổ ra, kế hoạch nào để tấn công vào Bắc Triều Tiên, kế hoạch nào để ám sát Kim Jong Un, dần dần kính thưa. Và chủ chốt nhất đó là để kiểm soát kho vũ khí hạt nhân. Theo các báo chí bình luận với chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, thì tình hình hiện nay giữa vĩ tuyến 38 cũng như Nam Bắc Triều Tiên hiện ở trong cái tình trạng là tạm ổn định, nhưng không phải là ổn định lâu dài. Với kiểu cách của Kim Jong Un hiện tại, càng lúc càng đang căng thẳng ở mức tột đỉnh chưa từng có. Nga quậy bấy nhiêu thì Kim Jong Un sẽ làm bấy nhiêu, làm cho tình hình thế giới hãy nói là chó chạy gà bay, các bạn, chó chạy gà mai ở từ khu vực châu Á và lẫn cả châu Âu cũng như ở Trung Đông hiện đang diễn ra ngày hôm nay, là thế giới không còn yên ổn, thế giới không còn được tự do giống như những gì chúng ta đang thấy, mà là thế giới bước vào một cuộc hỗn độn và một cuộc hãy nói là đối đầu đối diện là với vũ khí hạt nhân ngày càng cận kề nhanh hơn theo những gì mà chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ đến ở Hàn Quốc mà các ông đã bình luận hôm nay. Đó là chi tiết về chuyến đi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ. Riêng về nói đến Hàn Quốc, hiện nay đang rút toàn bộ các công ty hãng xưởng ở tại đất nước Trung Quốc từ hãng xe Hyundai và cho đến là Samsung, truyền hình, tất cả mọi thứ, thì trên dưới khoảng 30 công ty của tập đoàn Hàn Quốc đã rời khỏi ở Trung Quốc là vào thời điểm quyết định cuối cùng là vào cuối tháng 4 tới đây. Đó là chi tiết về Hàn Quốc đã thông báo cho biết là tất cả các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc rời khỏi đất nước Trung Quốc vì Trung Quốc ngay bây giờ không phải là còn cái nơi để cạnh tranh về hàng hóa thương mại, mà Hàn Quốc phải chạy đi nơi khác để tìm cái nơi cạnh tranh tốt đẹp hơn giữa thời điểm kinh tế của Trung Quốc sụt giảm cũng như ở mức tồi tệ, thì chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc gây ra ảnh hưởng khó dễ với công ty Hàn Quốc. Công ty Hàn Quốc quyết định rời khỏi, đó là mục tiêu cuối cùng. Thì Trung Quốc sẽ làm gì trước tình thế này, kính thưa bạn? Bây giờ Trung Quốc chỉ còn cái vỏ không, như các bạn đã thấy, nói từ Hoa Kỳ và tất cả các công ty hãng xưởng đã chạy khỏi Tàu Cộng, như vậy trên dưới khoảng 80%, còn lại một số ít từ châu Âu, chẳng hạn như Đức và Trung Quốc, Pháp vẫn còn dính líu một số tập đoàn về làm ăn mà những hợp đồng đã ký chưa chấm dứt, chẳng hạn như bán máy bay Boeing của Pháp và Đức thì những ký kết về động cơ xe và nhiều mặt khác. Thì theo lời của Thủ tướng Đức, ông cũng đã cho biết nói tình hình hiện nay đang bước sang một giai đoạn hơi bị căng thẳng giữa Trung Quốc và Đức cũng như cả Hiệp hội châu Âu. Chúng tôi không có giải pháp nào để ở lại đất nước Trung Quốc, mà tất cả các công ty của chúng tôi phải rời khỏi trong năm nay là năm cuối cùng mà dự đoán từ Đức đã thông báo. Thì kính thưa bạn, thì Trung Quốc phải làm sao trước tình thế này? Nghĩa là Trung Quốc đang bị cô lập hoàn toàn, bị tẩy chay. Thì Trung Quốc bắt buộc con đường lựa chọn đó là bắt tay với Nga, tiếp tục và thao túng nền kinh tế của đất nước Nga. Putin là cái kẻ khôn nhất nhưng dại nhất chỉ trong một giờ khi mở cuộc xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Mà Dâu Danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua
là Putin là một kẻ ngu nhất chưa từng có. Mình là đàn anh không muốn, muốn làm con chó của Tập Cận Bình. Và bây giờ, tức là Tập Cận Bình quay Putin giống như quay dế. Putin không có đường nào lựa chọn về kinh tế. Putin nguồn lợi của đất nước Nga chỉ có dầu hỏa và ga khí đốt. Nhưng nguồn kinh tế ở tại đất nước Nga bị Tàu Cộng thao túng hoàn toàn 100% và bị lệ thuộc kinh tế, thì Putin đâu còn đường nào lựa chọn. Tương lai sắp tới, đất nước của Nga cũng có thể là đất nước của Trung Quốc. Khi nền kinh tế của Trung Quốc đã chiếm toàn diện trên lãnh thổ đất nước Nga, lúc đó Putin hối hận, chuyện cũng đã muộn rồi. Và cuối cùng, cái giải pháp mà ôn hòa nhất Tập Cận Bình sẽ đề ra, cái giải pháp đó là gì? Là bắt buộc Nga phải trao trả hai tỉnh lỵ giáp biên giới lợi giữa Hắc Long Giang, đó là nơi khu vực gần lợi giới Siberia. Thì cuối cùng Nga cũng là kẻ thất bại. Thất bại là tệ hại nhất chưa từng có. Với cuộc đời của Putin là một trong cuộc đời vừa làm chó vừa làm người. Trước kia, theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình Nga và Trung Quốc mà tình thế đang rơi vào cuộc hỗn loạn này. Nếu như cựu Tổng thống Donald Trump, ông tái đắc cử, ông làm chủ tòa Bạch Ốc vào năm 2025, thì Trung Quốc vẫn là ở bị cô lập. Vì từ lời của cựu Tổng thống Donald Trump, ông tuyên bố nếu như ông đắc cử thì họ nói là ông sẽ đánh thế tàn khốc cho đất nước Trung Quốc lên tới 60%. Vì vậy, giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc xem như cánh cửa đã đóng kín, còn lại Đài Loan. Vào cái thời điểm mà cựu Tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử cũng có thể là thời điểm Đài Loan độc lập. Điều này có đúng hay không? Chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới theo các báo chí bình luận, đặc biệt nhất về tình hình đất nước Trung Quốc. Hiện tại ngay bây giờ, nói về kinh tế của đất nước Trung Quốc là đang xáo trộn, mà người dân đang xuống đường khắp nơi, từ bảo hiểm y tế và dịch bệnh vẫn còn đang gây cấn, mà số ca đã lên tới hàng triệu người. Vì vậy là kinh tế của Trung Quốc xem như là tiêu tùng, với tuổi trẻ ngay bây giờ đang ung ung để kéo đi mua vàng. Mà vô danh có thưa cùng với tất cả các bạn những video vừa qua, thì ngay bây giờ vàng ở tại Trung Quốc, họ nói các tiệm búa, trời ơi, cái giá đang đắt đỏ, bây giờ bắt đầu lên, nhiều người mua quá nó phải lên, phải lên giá, nó tính tiền công, tiền lãi, tiền lời này kia nọ. Mà chính phủ của Trung Quốc thì đang phải nói là giờ thanh trừng nội bộ với nhau, là sự đấu đá với nhau không thua kém gì cái ổ ong nội dẻ mà đang bu xèo xèo ngày hôm nay. Tập Cận Bình khó có thể trụ được trong năm 2024 này, chứ đừng nói gì đến những chuyện khác. Một khi cuộc chiến ở tại Ukraine bùng nổ thì Trung Quốc có lợi rất nhiều, nhưng cái lợi đó trước mắt, nhưng cái hại ở sau lưng của Tàu Cộng quá nặng nề, quá thê thảm. Nguồn lợi của Trung Quốc có từ ra đây, nhưng cuối cùng nó vẫn không đổi được giữa cái đồng đô la và đồng rúp của Nga. Vì sao? Vì thế giới đang cô lập và Tàu Cộng đang thâm hụt về mậu dịch, ngân sách, thâm hụt luôn cả ngoại tệ. Tất cả mọi thứ đều thâm hụt khi chơi với kẻ thù với Hoa Kỳ, thì xem như không có cửa nào đạt thành công. Theo những gì các báo chí chia sẻ về tình hình ở tại đất nước Trung Quốc đang diễn ra trong 24 giờ, kính thưa bạn, đó là tin tức ở khu vực Biển Đông cũng như tình hình eo biển Đài Loan mà các báo chí đang bình luận xôn xao ngày hôm nay. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Việt Nam. Nói đến tin tức Việt Nam là Quốc hội của Đảng Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị mở một cuộc họp bất thường, mà cũng là một cuộc họp khẩn vào ngày 21 tháng 3 tới đây. Thì theo thông báo từ Quốc hội Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết là chúng tôi đang triệu tập một cuộc họp bất thường, một cuộc họp ngoài cái dự định của Quốc hội. Thì cuộc họp này người ta nói gì? Là tính sổ võ văn thưởng trong ngày 21. Vì trước kia là Nguyễn Xuân Phúc thì tính sổ vào ngày 17, kính thưa bạn, vào ngày 17
của năm 2023, tháng mấy tự nhiên quên mất rồi. Nhưng lần này Võ Văn Thưởng thì tính vào ngày 21, là ngày 21 sẽ công bố thay đổi nhân sự. Thì các báo chí đang bình luận xôn xao điều này có đúng là không, thì cuộc họp chưa tới chưa biết, chờ chừng nào thấy mặt rồi bắt đầu chúng ta mới tính đến là có thật sự đúng vậy hay không. Nhưng tình thế hiện tại là Võ Văn Thưởng xem như là bị đóng băng hoàn toàn, không còn quyền lực nữa. Đó là một trong tin tức cụ thể nhất hiện tại theo những người phân tích ở tại Việt Nam đang nhận định tình hình hôm nay. Riêng một trong tin tức đặc biệt nói đến là đội cảnh sát cơ động khởi ngựa bắn cung của Việt Nam đi trình diễn ở tại Bắc Giang, quận Yên Thế, kính thưa bạn. Thì chuyện gì xảy ra với một cảnh sát viên, cảnh sát cơ động mà biểu diễn cởi ngựa mang AK bắn giống như cao bồi vậy, kính thưa bạn, bị ngựa nó chơi cho một phát té sấp mặt xuống mặt đường, găng có gãy hay không không biết. Thì người ta bình luận nói gì, nói cởi ngựa chưa xong bài đặt đi biểu diễn, đường nhựa thì đường trơn trật, cái chuyện mà ngựa té là cái chuyện đương nhiên. Không biết đầu óc cán bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam lú cả mức độ nào mà lại đi biểu diễn ở Bắc Giang. Hãy nói đến là hàng ngàn người để nhìn xem. Ở trên ống kính đã quay, con ngựa đã té xuống và cảnh sát viên cơ động đã té ấp mặt xuống ở dưới mặt đường. Không biết rằng mặt mày ra sao, nhưng báo Đảng và báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ đều im lặng, không lên tiếng, cũng như không dám trưng bày về cái đoạn video mà cảnh sát cơ động cởi ngựa để bắn cung giới thiệu lên, kính thưa bạn. Nói đến vấn đề này thì các bạn biết, nói ngựa của Việt Nam thuộc về cái ngựa này, không biết ngựa gì, kính thưa bạn, trâu không trâu, bò không bò, chó không chó, cọp không cọp, ốm nhách nè, chút xíu à. Mà cái vốn là cảnh sát của Việt Nam thì là nhỏ con, cởi ngựa nhỏ thì cũng được đi. Nhưng mà ngựa này không phải là ngựa cởi, ngựa này chỉ làm kiển kho chơi thôi, để ăn thịt thôi. Tại sao không mua ngựa ở những loại ngựa lớn con, vừa dinh dàng, vừa được nói đến là cái người cởi được ổn định hơn, tin tưởng hơn. Nhưng ngược lại không, chơi ngựa nhỏ. Vì sao? Vì giữa thân thiết với Tàu Cộng thì mua ngựa của Trung Quốc cũng có được chút tiền, kính thưa bạn, qua lại với nhau. Cái gì nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam là mục tiêu đó là hối lộ đứng vào hàng đầu. Vì vậy mua ngựa này thì huấn luyện cho bộ đội Việt Nam để cởi ngựa, ra vẻ rằng hiến binh của Việt Nam đã có đội ngựa ngon lành, tinh duy, kính thưa bạn. Trời đất nước nghèo thấy bà cố luôn đi. Người dân thì phải thê thảm chưa từng có, mà ra vẻ quốc gia có đoàn kỵ binh tối tân này. Thay vì đoàn kỵ binh đó, ta lấy xe cái thằng M13 đó, cái thằng xe T54, T55 đó, đem ra ta biểu diễn đi. Không chừng nó còn tốt hơn, nó không sợ tốn xăng, còn ngựa chỉ tốn cỏ thôi, kính thưa bạn. Vì vậy cái cú té này làm cho cái đội cảnh sát mà kỵ binh của Đảng Cộng sản Việt Nam phải nói là ôm đầu máu, mới nhục ngã chưa từng thấy. Té áp mặt trước công chúng, nói như gì mà người ta đang bình luận hôm nay về tình hình đất nước Việt Nam. Thì ngay bây giờ nói đến Đảng Cộng sản Việt Nam đang đưa ra nhiều kế hoạch, từ xây dựng đường xá, cầu cống và sinh thái, thì bây giờ hãy chạy đến Đức, chạy đến Pháp, chạy đến Hoa Kỳ để xin tiền, mượn tiền. Thì từ Hoa Kỳ đã hỗ trợ cho mấy triệu đô la, đặc biệt nhất là để hỗ trợ sự sạt lở ở nhiều vùng của đất nước Việt Nam, làm cách nào để chống tình trạng sụp lở nhà cửa của người dân bị hư hại. Còn lại vấn đề môi trường sinh thái, đặc biệt nhất để cái cải cách vùng biển, mà làm cách nào để cho vùng biển được sạch sẽ, tốt đẹp, không có còn những miếng bọc, không còn dơ dái như từ trước tới nay. Thì cũng nhờ đến châu Âu, Đức bỏ ra đến 10 triệu đô la để cải cách
về sinh thái. Kính thưa bạn, cuối cùng đi ăn mày không thôi. Đảng Cộng sản cái năm vốn là đi ăn mày mà. Như các bạn đã thấy, nói vô danh đi nhiều vùng biển và giới thiệu những vùng biển cùng với tất cả các bạn ở cái khu vực của vô danh ở nơi đây. Thì kính thưa các bạn, phải nói xuống dưới bãi biển tìm một miếng rác không có. Thậm chí cả người đi tắm biển, người ta mang thức ăn xuống đó, người ta ăn, hay là sau khi đó người ta trở về, thì cách trước tiên của người ta đó là gì? Dọn dẹp rác sạch sẽ và quay lại xem cái chỗ mình còn cái chỗ nào có rác hay không. Hãy mang đi đến thùng rác tuốt ở trên để bỏ rác, sau khi đó dọn đồ đi về. Cái ý thức của người dân ở phương Tây, người ta lúc nào cũng vậy. Thậm chí đi ngoài đường, cặp bờ biển, kính thưa bạn, nhìn thấy một cái lon nước ngọt bị rớt, người ta cũng nhặt đến, cầm trên tay, lội một đường xa đến 200-300 mét, bỏ vào thùng rác. Ý thức cao. Còn Việt Nam có ăn rồi dục tại chỗ. Sau khi một cuộc tắm biển thì nhìn thấy bãi biển không thể tưởng tượng được, tất cả đều rác rưới, vỏ dừa, trái dừa, nhiều thứ chung quanh những người mà đến đi tắm biển, đặc biệt nhất là Vũng Tàu hay những bãi biển khác ở Việt Nam. Nói đến vấn đề Việt Nam mà cũng do Đảng Cộng sản Việt Nam là tạo ra người dân không có ý thức. Vì vốn Đảng Cộng sản Việt Nam không có ý thức thì làm sao dân có ý thức? Kính thưa các bạn, điều này các bạn hãy đồng ý vô danh về vấn đề đó, về tin tức ở Việt Nam. Thì nhiều chuyện xảy ra, chúng ta hãy chờ xem trong những ngày sắp tới tình hình đất nước Việt Nam ra sao. Đặc biệt nhất là Võ Văn Thưởng bao giờ bị lên đoạn đầu đài và bị đuổi. Đó là vấn đề mà các báo chí đang bình luận xôn xao nhiều nhất về tình hình ở đất nước Việt Nam hôm nay. Dân vô danh có bao nhiêu có tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của vô danh. Vô danh xin kính chúc sức khỏe các bạn, vui vẻ, khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.